À, đoàn Việt Tiến đã có một khả năng hết sức tuyệt vời mà sẽ được biểu diễn ngay sau đây. Vâng, xin mời. Sau đây thì tôi kính mời bốn vị có danh sách lên đây để làm người mẫu cho họa sĩ đoàn Việt Tiến. Xin được cảm ơn phần trình bày dẫn lời của họa sĩ Trịnh Yên. Và ngay bây giờ ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Thảo. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Thiếu tướng Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Lai. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ Phạm Văn Tân. Và xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Lê Thị Minh Nguyệt. Là bốn vị, xin mời bốn thành viên được mời lên để làm mẫu ạ. Mà vẽ suy nghĩ của quý vị ngồi tại đây, quý vị nghĩ gì thì họa sĩ, nhạc sĩ Đoàn Việt Tiến sẽ vẽ theo cái suy nghĩ của bốn vị đang ngồi ở đây. Vâng, rất là ly kỳ, kỳ bí. Chúng ta phải hình dung rằng một công lực, một khả năng, một sức lực phi thường trong khi đoàn Việt Tiến làm việc. Vì anh đã phải phân thân ra làm bốn trạng thái. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn của nghệ sĩ đoàn Việt Tiến.
Bây giờ mời quý vị, có bức tranh đó là gì? Hiện nay những bức tranh đã vẽ ngược, và hiện nay ở dưới bức tranh là cái gì? Và chúng ta sẽ lật lên trước mặt quý vị. 1, 2, 3. Wow, một tràng pháo tay thật lớn của quý vị được không ạ? Vâng, chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn, vài phút thôi, họa sĩ Đoàn Việt Tiến của chúng ta đã vẽ suy nghĩ của 4 vị khách mời. Và chúng ta để xuống, chúng ta sẽ vào khuôn và họ sẽ giải thích. Khi tôi giải thích là tôi sáng tác nhạc để giải thích. Tôi muốn chia sẻ lời hát, ý tưởng của tôi về bức tranh tôi vẽ tặng cho anh. Dạ anh ơi, tân tôi vẽ từ 10 đầu ngón tay chạy ngược. Nói về anh, cả ý nghĩ tâm hồn, cuộc hành trình gian khổ bao năm. Giờ anh có sức nén, sức chịu đựng như chiếc lò xo mật dày. Anh ơi, bức tranh anh vẽ từ núi rừng xa xưa đó, gian khó từ những đôi chân kia, còn tông dòng suối ngọt ngào. Ôi anh ơi, bao nhiêu cảm xúc tuôn trào, quên đi đó hành trình xa xưa kia ấy, gian khổ quá rồi biết nói cùng ai. Về bức tranh này tôi vẽ màu trắng màu cam, những khối đá, những núi xa và chảy ngược. Ôi anh biết rằng gian trên rất ca trở, mà lòng anh còn yêu thương nơi ấy. Cô đơn ơi, ta biết phải làm sao giữa không gian này. Các bạn đang nhìn kìa, tôi đã gửi tâm sự về người anh, người bạn. Tôi sẽ đặt vẽ tên bức tranh anh tên chi đó. Tên anh là nơi sức bật dậy hồn tâm anh quá khứ quay về. Lời tôi tặng tên anh như năm tháng tuyệt vời. Ôi những gì qua đi đó, kính tặng người như gian khó mà thôi. Còn bây giờ trong hội nghị hôm nay, anh à, tất cả những điều đó gửi anh bằng niềm vui thật sự. Bước tranh này ta treo ngược lại thì tánh ơi, giữ vẹn chúng tình. Ôi thôi đường đi quá gặp gần, nay tôi tặng anh này để anh thấy rằng đời anh dũng cảm. Đường đây bây giờ tôi tặng mà thôi, chúc anh tâm còi xa xôi, về đây mới thấy ngày vui ý bình. Bức tranh anh là ngày vui yên bình, tức là mơ ước vậy, mơ ước ngày bình yên. Và anh Thảo ơi, anh không dơ dây đâu nữa, hôm nay tôi là bạn anh, cùng thế giới đồng hành. Nói gì quá khứ tôi đi, thời quyền lực nhất tâm anh giữ vẹn. Ôi bức tranh này tôi nói anh rằng sức chịu đựng xôn xao và lao sao bật dậy, trí tuệ thông minh là lùng sáng tạo nơi đó đó gian khó khôn lường. Nhưng trong anh cõi như định lực vô thường, những điều dẫn dương đó ta trải nghiệm cũng như ta thượng hành trong chiến đấu mà thôi. Bây giờ anh nhận đơn coi, không phải người bạn anh
gần gũi là hiểu được. Ôi hôi cầu ô thước đó mà lòng anh còn nhung nhớ. Và nơi khói đen đây đó là hầm bí mật, gian khổ kia ta giữ vẹn trong lòng. Ôi bồng không bao la vũ trụ ơi, chơi với quá rồi. Nay tôi tặng bức ảnh này, tôi đánh anh là một người chịu đựng gian khổ này trong định lực thăng hoa. Còn bây giờ cái đẹp bóng hoa của anh gánh nặng đôi vai, vì nghĩa cử vì thiên hạ. Thôi dùng cảm lọc gian khổ trả lại hôm nay, anh cảm thấy cội nguồn. Hôm nay là ngày của tiềm năng, các bạn thân yêu đã về nơi đây. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu trắng cho anh bức tranh chướng trần. Đây là bật dậy tông cõi thăng hoa. Bật dậy, anh là một người bật dậy sức nén chịu đựng, bật dậy thăng hoa. Thì đây là những ước mơ rất nhiều trong hành trình của anh. Nhưng bức tranh này là chia sẻ những ước mơ của anh trong nhiều đêm, nhiều suy nghĩ, vì những nghịch lý của một hành trình đời người. Và sếp ơi, thấy quân hàm của sếp, con mới nói rằng con là một người lính. Thủ trưởng ơi, con nói rằng từ đường núi xa xôi kia đó, từ gian khổ lăn quanh nơi dần tăng sáng quay về. Chân lý đầy, chân lý để quê. Ôi thôi trải nghiệm chiến công nào ta dũng cảm mà thôi. Nhớ đồng đội, ôi nhớ cảnh gian lao, mưa nắng dày dầu bom pháo, từng đêm rừng khuya núi độc. Ta vẫn trở về đây mà lòng bâng khuâng, như biết một khi ta đời. Thủ tướng ơi, thủ tướng không chơi với nữa, điểm hành quần kia còn lắng động nơi này. Kẻ thù từ đâu đó bao giây, lòng ta giữ dặn do tí ta không lường. Mưa kia mưa dãi dầu, ta thoát hiểm, ta vượt qua đó, ta tìm yêu thương thật sự. Nãy hội nghĩ tìm năng lòng cầm cự, cố gắng mà đi để được bước thanh này. Đoàn Huy Tiến hôm nay về đây từ Bến Tre về miền Bắc, gặp lại các chiến hữu và cả thủ tướng ngồi đây. Ngoài kia cái đẹp hàng cây, ngoài đây cái đẹp trái tim thầy. Ôi người đẹp bỗng nhiên có màu hồng như da mặt, đôi mắt kìa sâu thẳm xa xăm. Và dần sáng nào lan tỏa nơi đôi, năng lượng đó cho người ta thành tu. Ôi cô ơi, một người đẹp xa xưa xưa ấy, từ miền trung núi tổ dù xa xưa như quá khứ quay về. Bào trắng nơi đây như lan trỏ hành trình, đem tất cả đó mà hiến dâng cho nhân đạo. Ta gánh nặng của người một nữ hoàng tông đời với nơi đây. Rồi tất cả những gì xưa kia đó tiên tổ ơi, tôn sư trọng đạo hiếu đệ đó mà hoa nở đẹp.
thanh cô vẻ hôm nay tôi thấy đường đi hồi hoài quá nhiều. Nhưng hôm nay cô vẫn yêu kiều, nhà cô hoa đẹp cây kia tuyệt vời. Mai đây cảnh giới thần tiên mời tôi để đến chỉ có cô vui cùng. Bức tranh này tựa là đồng hành yêu thương, vì cô là người rất yêu thương. Đấy. Và kính thưa quý vị, trong những giây phút thoáng qua đó, Đỗ Vĩ Tiến dùng hết năng lượng yêu thương và cảm xúc sâu thẳm để gửi đến quý vị và tất cả cô chú bác, những người đồng hành trong chương trình hội nghị hôm nay. Đó là món quà của miền Nam, miền Tây gửi ra miền Bắc. Và hy vọng rằng đây là những kỷ niệm ấn tượng của những bàn tay, trái tim và tâm thức. Một trong những năng lực tiềm năng con người Việt Nam, để nói rằng khả năng con người là vô hạn. Tinh hoa ơi, hãy về đi trong hôm nay, để gửi đến quý vị, quý bạn bằng những món quà tác phẩm trong đời người. Hy vọng rằng sức mạnh cộng hưởng năng lượng của bức tranh họa, của âm thanh, đó là tiếp sức tưới mắt tâm hồn của quý vị và quý bạn, để chúng ta cảm thấy không cô độc. Và như vậy chúng ta sẽ đến với nhau bằng những đồng hành tâm sự chia sẻ trong một đời người. Chúc quý vị, quý bạn, các đồng chí thành tựu hạnh phúc và an vui. Xin kính chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, và vừa qua chúng ta đã được đón xem một phần báo cáo minh họa hết sức là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Xin được một lần nữa trân trọng cảm ơn tình cảm của quý vị đã dành cho họa sĩ nhạc sĩ Việt Tiến. Và ông đã vẽ bằng cả trái tim mình, bằng tình yêu của mình, bằng trí lực của mình. Xin được một lần nữa chúc với gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống.